Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thành Channel, và hôm nay mình đang có mặt là tại Hồ Văn Lang, công viên Văn Lang của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan quanh một vòng. Và bây giờ mình sẽ dùng flycam bay lên để cho các bạn xem cái góc nhìn trên cao của Hồ Văn Lang, công viên Văn Lang này có những gì.